Danh ca Thanh Tuyền, Quang Lê tiết lộ con người thật của Phi Nhung, nói một câu khiến cộng đồng mạng đau đớn, danh ca Thanh Tuyền đã có những lời bộc bạch, tiết lộ con người thật của cố ca sĩ khiến cộng đồng mạng vô cùng đau đớn. Vừa qua, trên kênh YouTube của anh họ ca sĩ Phi Nhung đã đăng tải một đoạn clip chia sẻ của các nghệ sĩ về cố ca sĩ trong hậu trường của đêm nhạc. Qua đó, danh ca Thanh Tuyền xúc động chia sẻ về tính cách đàn em lúc sinh thời. Từ lúc Phi Nhung ra đi tới giờ, lúc nào tôi cũng nhớ con. Phi Nhung đã kêu tôi là mẹ rồi thì đương nhiên một người mẹ sẽ luôn nhớ về con mình. Hơn nữa, tôi lại là một Phật tử, nên trong lòng tôi, Phi Nhung chưa bao giờ ra đi. Chẳng riêng gì tôi, tất cả khán giả đều thương Phi Nhung. Như vậy, ít ra Phi Nhung đã sống một cuộc đời đáng sống, để khi ra đi rồi vẫn được mọi người yêu thương, tiễn đưa. Tất cả đều có duyên nợ với nhau. Danh ca Thanh Tuyền mong rằng Phi Nhung có thể ra đi thanh thản, trong lòng cô Phi Nhung mãi mãi là một đứa con hiếu thảo. Tôi chỉ mong Phi Nhung được thanh thản. Dù sao cõi này cũng là cõi tạm, nên thôi, cứ coi như Phi Nhung đi sớm, đi trễ về trễ, đừng nghĩ tới chuyện sinh lão bệnh tử nữa. Trong lòng tôi, Phi Nhung mãi mãi là một đứa con, dù con không còn trên đời nữa. Bây giờ công nghệ cũng hiện đại. Mỗi lần nhớ Phi Nhung, tôi lại lên mạng xem hình ảnh của con, nghe con hát là ấm lòng rồi. Coi như con vẫn ở bên mình, đâu có chết đâu. Còn với những người chưa hiểu Phi Nhung thì thôi. Coi như nghĩa tử nghĩa tận. Cháu nó đã đi rồi, nên cầu nguyện cho nó chứ đừng chỉ trích, nói này nói nọ, Thanh Tuyền chia sẻ. Nữ danh ca cũng mong rằng khán giả hãy nhớ tới hình ảnh đẹp nhất của cô ca sĩ thay vì những ồn ào, cuộc đời này dù đúng hay sai thì Phi Nhung cũng là một người nghệ sĩ đem tiếng hát đến cho mọi người. Chúng ta hãy nhớ về một người với những gì tích cực nhất, đẹp nhất. Chúng ta nên sống với nhau bằng sự bao dung và dừng lại mọi sự phê phán. Tấm huy chương nào cũng có mặt trái mặt phải. Hãy dành cho nhau những gì ấm áp, đẹp hơn để thương tất cả các nghệ sĩ. Lúc còn sống, có những điều Phi Nhung không nói với ai, chỉ nói với tôi. Tôi sống để dạ, chết mang theo, đâu thể nói ra được. Bên cạnh đó, Quang Lê cũng nhắc tới Phi Nhung và bộc bạch về đàn chị đã ra đi, tôi có rất nhiều kỷ niệm với Phi Nhung. Ở bên Mỹ, Phi Nhung là của Mạnh Quỳnh, còn về Việt Nam, Phi Nhung là của tôi vì chúng tôi có rất nhiều cơ hội làm việc với nhau. Nhưng thôi, tôi không nhắc lại nữa vì đó là những kỷ niệm đã qua. Bây giờ Nhung đã về nơi xa. Tôi nguyện cầu Phi Nhung về cõi Phật bình an, ở mấy năm rồi lại về độ lại cho showbiz. Chứ mấy năm nay showbiz đau thương quá. Phi Nhung có visa rồi nên cứ đi lại giữa Mỹ và Việt Nam vô tư, rồi độ cho showbiz cả hai nơi. Tôi chỉ biết, Phi Nhung là người ca sĩ tôi thương, thương vì con sống có ý chí, biết phấn đấu và dám sống như một cây cỏ, bị người ta đạp xuống cũng dáng vươn lên mà sống. May mắn làm con Phi Nhung, sao Hồ Văn Cường không quý trọng? Chấm hỏi móc lửng, Mỹ Lệ cũng cho rằng, khán giả đừng so sánh cát xê của Hồ Văn Cường và Phương Mỹ Chi vì điều đó rất vô lý. Trên trang cá nhân ca sĩ Mỹ Lệ đăng tải bài viết dài, chia sẻ về Phi Nhung và Hồ Văn Cường. Trong mắt Mỹ Lệ, Phi Nhung là con người đáng yêu, lương thiện. Cũng có lẽ đó nên cố ca sĩ nhận nuôi vài chục đứa trẻ mà không lường được việc nhận con nuôi phức tạp như thế nào. Tôi nuôi có ba đứa con mà còn phải bỏ sự nghiệp hát hò để dồn hết thời gian cho con còn không đủ, trong khi cô ấy nuôi bao nhiêu con nuôi, vừa làm mẹ vừa làm cha, phải nai lưng ra cày sâu, bán quán ăn để kiếm tiền bục mặt nuôi con. Tôi thấy mình quá nhỏ bé trước bà mẹ vĩ đại này, Mỹ Lệ thẳng thắn. Với Mỹ Lệ, Phi Nhung là người can đảm, bác ái. Còn về chuyện cát xê của Hồ Văn Cường, Mỹ Lệ khẳng định khán giả đừng nên so sánh với Phương Mỹ Chi vì rất vô lý. Bởi Phương Mỹ Chi là một hiện tượng. Ngay cả quán quân The Voice Kids 2013 Quang Anh cũng không có sức hút bằng Phương Mỹ Chi. Nếu không có Phi Nhung dẫn dắt Hồ Văn Cường thì rất khó mà em ấy trụ lại được với nghề, kiếm được tiền và đi hát ở nhiều nước trên thế giới như vậy. Và cát xê của ca sĩ hát dân ca không cao đâu các bạn ạ, chắc chắn nếu bầu show mời Phi Nhung kẹp thêm Hồ Văn Cường vào cho thêm phần màu sắc mà thôi. Chắc chắn nếu không là con nuôi Phi Nhung, em ấy khó có thể kiếm show để hát chứ đừng mong là kiếm nhiều tiền hoặc làm giàu với nghề. Cả Phương Mỹ Chi nếu không có Quang Lê đỡ đầu và kéo đi sâu, độ nóng của em ấy cũng chỉ được thời gian đầu thôi, không dễ kiếm sâu khi đi hát một mình và ca hát dài hơi như vậy. Và cát xê của Hồ Văn Cường chắc chắn không giống với Phương Mỹ Chi nên không lấy tiêu chuẩn đó mà so sánh, Mỹ Lệ khẳng định. Hồ Văn Cường nếu không có Phi Nhung dẫn dắt, khó mà trụ được với nghề. Ca sĩ Mỹ Lệ cho rằng Hồ Văn Cường làm con nuôi của Phi Nhung là điều quá may mắn, nhưng giọng ca trẻ lại không biết nâng niu chân quý người mẹ như vậy. Hồ Văn Cường làm con Phi Nhung là quá may mắn cho em ấy. Được một người mẹ từ tâm như thế nhận nuôi là phúc báu của cuộc đời,
Sao em không biết nâng niu quý trọng một người mẹ như vậy? Tiếng mẹ thiêng liêng lắm, nếu không thể xứng đáng để gọi là mẹ thì một người mà mình thọ ơn cũng phải trân trọng và không bao giờ được quên. Huống gì một người đã cưu mang, dìu dắt mình, cho mình tương lai tươi sáng, vô ăn vô lo thế mà mẹ vì mình bị hàm oan chưa một lần nào lên tiếng an ủi bênh vực mẹ, Mỹ Lệ nhắc nhở. Nguyên văn bài viết của Mỹ Lệ. Thời gian qua, Phi Nhung dù qua đời nhưng vẫn bị một nữ đại gia nổi tiếng réo tên. Nữ CEO còn yêu cầu người quản lý Phi Nhung trả lại toàn bộ tiền thưởng, cắt xê suốt 5 năm đi diễn cho Hồ Văn Cường. Sau phát ngôn của đại gia Bình Dương, Trang Trần tới nhà đặt câu hỏi cho Hồ Văn Cường, rằng có ủy quyền hay nhờ nữ đại gia đòi tiền dùm không? Đáp lại Trang Trần, Hồ Văn Cường không có phát ngôn nào. Điều này khiến cựu mẫu bức xúc, mắng giọng ca trẻ, vong ơn bội nghĩa. Trưa 10 tháng 10, Diễm Phạm quản lý Phi Nhung lên tiếng tuyên bố giải quyết dứt điểm chuyện tiền bạc cho Hồ Văn Cường ngay trong ngày 10 tháng 10. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, quản lý Phi Nhung vẫn chưa có động thái nào thể hiện việc đã giải quyết xong chuyện với Hồ Văn Cường. Quản lý Phi Nhung giải quyết chuyện tiền nong với Hồ Văn Cường. Danh ca Thanh Tuyền, Quang Lê tiết lộ con người thật của Phi Nhung, nói một câu khiến cộng đồng mạng đau đớn, danh ca Thanh Tuyền đã có những lời bộc bạch. Tiết lộ con người thật của cố ca sĩ khiến cộng đồng mạng vô cùng đau đớn. Vừa qua, trên kênh YouTube của anh họ ca sĩ Phi Nhung đã đăng tải một đoạn clip chia sẻ của các nghệ sĩ về cố ca sĩ trong hậu trường của đêm nhạc. Qua đó, danh ca Thanh Tuyền xúc động chia sẻ về tính cách đàn em lúc sinh thời. Từ lúc Phi Nhung ra đi tới giờ, lúc nào tôi cũng nhớ con. Phi Nhung đã kêu tôi là mẹ rồi thì đương nhiên một người mẹ sẽ luôn nhớ về con mình. Hơn nữa, tôi lại là một Phật tử. Nên trong lòng tôi, Phi Nhung chưa bao giờ ra đi. Chẳng riêng gì tôi, tất cả khán giả đều thương Phi Nhung. Như vậy, ít ra Phi Nhung đã sống một cuộc đời đáng sống, để khi ra đi rồi vẫn được mọi người yêu thương, tiễn đưa. Tất cả đều có duyên nợ với nhau. Danh ca Thanh Tuyền mong rằng Phi Nhung có thể ra đi thanh thản, trong lòng cô Phi Nhung mãi mãi là một đứa con hiếu thảo. Tôi chỉ mong Phi Nhung được thanh thản. Dù sao cõi này cũng là cõi tạm, nên thôi, cứ coi như Phi Nhung đi sớm về sớm. Đi trễ về trễ, đừng nghĩ tới chuyện sinh lão bệnh tử nữa. Trong lòng tôi, Phi Nhung mãi mãi là một đứa con, dù con không còn trên đời nữa. Bây giờ công nghệ cũng hiện đại. Mỗi lần nhớ Phi Nhung, tôi lại lên mạng xem hình ảnh của con, nghe con hát là ấm lòng rồi. Coi như con vẫn ở bên mình, đâu có chết đâu. Còn với những người chưa hiểu Phi Nhung thì thôi, coi như nghĩa tử nghĩa tận. Cháu nó đã đi rồi, nên cầu nguyện cho nó chứ đừng chỉ trích, nói này nói nọ Thanh Tuyền chia sẻ. Nữ danh ca cũng mong rằng khán giả hãy nhớ tới hình ảnh đẹp nhất của cô ca sĩ thay vì những ồn ào, cuộc đời này dù đúng hay sai thì Phi Nhung cũng là một người nghệ sĩ đem tiếng hát đến cho mọi người. Chúng ta hãy nhớ về một người với những gì tích cực nhất, đẹp nhất. Chúng ta nên sống với nhau bằng sự bao dung và dừng lại mọi sự phê phán. Tấm huy chương nào cũng có mặt trái mặt phải. Hãy dành cho nhau những gì ấm áp, đẹp hơn để thương tất cả các nghệ sĩ. Lúc còn sống, có những điều Phi Nhung không nói với ai, chỉ nói với tôi. Tôi sống để dạ, chết mang theo, đâu thể nói ra được. Bên cạnh đó, Quang Lê cũng nhắc tới Phi Nhung và bộc bạch về đàn chị đã ra đi, tôi có rất nhiều kỷ niệm với Phi Nhung. Ở bên Mỹ, Phi Nhung là của Mạnh Quỳnh, còn về Việt Nam, Phi Nhung là của tôi vì chúng tôi có rất nhiều cơ hội làm việc với nhau. Nhưng thôi, tôi không nhắc lại nữa vì đó là những kỷ niệm đã qua. Bây giờ Nhung đã về nơi xa. Tôi nguyện cầu Phi Nhung về cõi Phật bình an, ở mấy năm rồi lại về độ lại cho showbiz. Chứ mấy năm nay showbiz đau thương quá. Phi Nhung có visa rồi nên cứ đi lại giữa Mỹ và Việt Nam vô tư, rồi độ cho showbiz cả hai nơi. Tôi chỉ biết, Phi Nhung là người ca sĩ tôi thương, thương vì con sống có ý chí, biết phấn đấu và dám sống như một cây cỏ, bị người ta đạp xuống cũng dáng vươn lên mà sống.